Rồi. Chào tất cả mọi người. Cái này có chưa nhỉ? Để tôi viết vào đây. Có hành lê vô rồi này. Hello. Đó. Bây giờ đầu tiên là mình học giảng lý tiếng vô thinh. Bây giờ tôi đọc cái khúc này nhé. Chương 11, con đường duy nhất. Chỉ có một con đường dẫn đến thánh đạo và chỉ ở cuối con đường đó người ta mới có thể nghe được tiếng vô thinh. Cái thang mà thí sinh phải leo lên được tạo nên bởi những nấc thang đau khổ và khó nhọc. Chỉ có tiếng nói của Đức Hạnh mới làm câm nín được giọng nói của những nấc thang đó. Bởi thế, hỡi đệ tử, nếu con còn một tính xấu nào chưa bỏ lại sau, thì họa sẽ đến với con đó. Vì bây giờ cái thang sẽ gãy và con sẽ té. Chân thang đặt trên bùn, bùn lầy dày đặc của những tội lỗi và sa ngã của con. Đó. Tức là nếu mình có tội lỗi sa ngã đó thì nó giống như là bùn mà để ở dưới chân thang, nó đương nhiên là cái thang nó tựa lên bùn thì nó phải trượt thôi. Và trước khi có thể lội qua cái hố vật chất mênh mông đó, con phải rửa sạch chân con trong nước từ bỏ, tức là xả đó. Con hãy coi chừng đừng đặt chân còn bẩn trên nấc thang đầu tiên. Vô phước cho kẻ nào dám làm nhơ bẩn một nấc thang, bởi đôi bàn chân còn vấy bùn của y. Tức là cái bùn lầy này là nói về bùn lầy của cái tính ích kỷ đó. Bùn lầy nhơ bẩn và nhầy nhụa sẽ khô cứng và dính chặt chân y tại chỗ. Chẳng khác gì một con chim bị dính ngựa của người đánh bẫy quỷ quái khiến nó không thể đi được nữa. Nó không thể bay được và không đi được tại vì bùn nó dính ngựa rồi, nó dính chặt vào cái bẫy. Những tánh xấu của y sẽ thành hình và lôi kéo y xuống thấp hơn. Tội lỗi của y sẽ trổi dòng như con sơn cầu cười và khóc nức nở trong buổi hoàng hôn. Tư tưởng của y sẽ trở thành một đạo binh và sẽ bắt giữ y lại. Cái đoạn này là trong cái cuốn Tiếng Vô Thinh. Dưới đây là lời bình giảng của ông Limiter. Như chúng ta đã thấy trong quyển Chân Sư và Thánh Đạo, có bốn cách đi vào Thánh Đạo để làm đệ tử nhập môn. Do sự tiếp xúc với những người đang đi trên đường đạo là thứ nhất. Thứ nhì là do sự suy tư sâu xa, tức là thiền định. Thứ ba là do sự nghe giảng hoặc đọc lời thánh giáo, tức là đọc sách. Và thứ tư, do sự trau dồi đức hạnh. Trên đường nhập môn có bốn đức tính phải đạt được mà đức tánh chót là lòng từ ái. Như chúng tôi đã nói trong Dưới Chân Thầy, thiếu đức tính này thì mọi đức tánh khác đều trở nên vô ích. Từ ái là từ bi và tình thương, đó, có tình thương đối với tất cả mọi người, mọi sinh vật. Do đó nó là con đường duy nhất để đạt đến thánh đạo thật sự, con đường của tình thương, của lòng vị tha trong tư tưởng, lời nói và hành động. Tất cả những thói quen ích kỷ xưa nay của xác thân và thể trí phải được chế ngự bằng đức hạnh tích cực. Và điều này ở đây không thể có nghĩa là tính tốt tiêu cực, cũng không có nghĩa là ý muốn không làm một điều xấu nào. Nó phải có nghĩa cố hữu của nó là sức mạnh. Khi linh hồn đã chế ngự được phàm ngã, thì người ta mới thấy rằng đức hạnh ở nó phong phú biết là trường giường nào. Trong khi chờ đợi cần phải có một cuộc phấn đấu lớn lao, thường thí sinh đi trên đường đạo phải dốc tất cả sự quyết tâm của mình để hủy diệt tận gốc mọi dấu vết ích kỷ. Dù nhỏ đến đâu, được y phát hiện do sự xét mình hàng ngày. Phương pháp hay nhất để thành công trong việc ấy là tưởng tượng cảnh mình phạm lỗi rồi hình dung cảnh tượng đó lại để thay thế lỗi lầm bằng một tính tốt đối nghịch. Sau cùng, chú ý vào cảnh ấy trong giây lát và quyết định trong những trường hợp tương tự ở tương lai. Chính đức tính tốt ấy sẽ biểu lộ chứ không phải là sự lỗi lầm. Không biết làm sao để tưởng tượng là cảnh mình phạm lỗi nhỉ? Tưởng tượng mình cảnh mình phạm lỗi xong rồi tưởng tượng mình không phạm lỗi, mình làm điều gì tốt đối nghịch.
để trong tương lai mình sẽ làm điều tốt đó. Đôi khi rất khó khắc phục được những sự sai lầm cố hữu, do đó người ta mới nói đến sự khốn khổ và đau đớn. Chẳng hạn anh nghiện rượu cảm thấy đau đớn nhất trên đời khi phải chống lại ly rượu cuối cùng. Nhưng nếu anh giữ được quyết định không bao giờ uống rượu nữa, dù chỉ một lần, thì sự đau khổ sẽ lần lần biến mất, anh sẽ nhận lấy một sự khoan khoái còn cao hơn sự khoan khoái do sự kích thích của việc uống rượu. Đối với những cảm xúc thiếu trong sạch và tánh ích kỷ thì cũng giống y như thế. Biết bao người thất bại vì họ trì hoãn chỉ một lần nữa thôi trước một tư tưởng bất chánh. Chính vì thế mà chúng ta phải xóa bỏ và không cho cái trí bị ô nhiễm. Muốn hủy bỏ tật xấu, đôi khi con người phải bị chạm tự ái một cách tàn nhẫn. Trong trường hợp trên, lòng khiêm tốn sẽ là một tay trợ giúp đắc lực. Nó đưa đến cho con người ước muốn được thay đổi. Tuy nhiên, đối với nhiều người mà đời sống đã trở nên khá trong sạch, sự đau khổ đó sẽ nhẹ hơn hay là không còn nữa. Thật ra người ta cho rằng Đức Araya Sangha đã quan trọng hóa sự đau khổ trong đoạn này. Sự thật không phải thế, Đức Araya Sangha diễn đạt bằng những lời lẽ đanh thép nhất. Hầu những người đi trên đường đạo, không ai đang gặp sự đau khổ mà chờ đợi sự an vui. Tại sao lại nói về Đức Araya Sangha ở đây? Đức Araya Sangha tiếng Việt là Đức Vô Trước. Đức Vô Trước là đệ tử của Đức Long Thọ đó, ở trong kiếp này. Thì chắc là chính là Đức Vô Trước đã... đã đưa truyền tư tưởng cho bà Blavatsky để bà Blavatsky viết cuốn sách này. Thành ra ông Lipiter ông nhắc đến Đức Vô Trước. Ông nói rằng là người ta tưởng là Đức Araya Sangha đã quan trọng hóa sự đau khổ. Sự thật là Đức Araya Sangha diễn bằng những lời đanh thép nhất, hầu cho những người đi trên đường đạo không ai gặp phải sự đau khổ mà lại chờ đợi sự an vui. Để cho mình biết rằng là đi trên đường đạo không có phải dễ đâu. Mình cứ tưởng là vui lắm, nhưng mà nhiều khi mình phải phấn đấu với bản thân rất là khó khăn. Và để cho mỗi người sẵn sàng trả món nợ tiền khiên của mình, đương đầu với sự đau khổ đang chờ đợi mình, và vĩnh viễn chấm dứt chúng bằng cách trau dồi đức hạnh. Đó. Tức là đôi khi mình có cái tính ích kỷ nhá, thay vì có một người cần mình giúp, nhưng mà mình thấy cảm thấy không muốn giúp người ta. Mình cảm thấy tại sao mình phải giúp, mệt quá, mình phải bị phương hại đến bản thân, mình tốn kém tiền bạc của cải của mình. Thì mình cái tính kỷ nó trồi lên. Thì làm thế nào để mình phải dẹp bỏ tất cả những cái sự ích kỷ của mình để mình nghĩ đến người khác. Mình phải nghĩ đến người ta giống như người ta là thân nhân, thân quyến của mình. Để mình cố gắng mình giúp đỡ, còn nếu không thì mình còn ích kỷ. Còn ích kỷ thì làm sao mà đi trên đường đạo được. Thì nếu mà mình mà muốn làm một vị thánh, mình muốn thành đi theo Đức Phật, hay là mình muốn đi cùng với lại nhóm quần tiên hội, mình muốn gặp được những người tốt như vậy, muốn có những người tốt ở chung quanh mình như vậy, thì mình tham gia vào cái nhóm đó thì mình phải trong sạch hóa bản thân đã. Chứ nếu mình còn ích kỷ như vậy thì là đâu có ai thèm chơi với mình đâu. Mình sẽ chơi mấy người ích kỷ thôi. Tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì bây giờ đó là mà mình như thế là đi trên cái con đường đạo là mình phải hy sinh. Thì nhiều khi nó rất là khó khăn, không phải dễ dàng gì. Thành ra ngài viết như vậy để cho mình biết rằng là mình sẽ phải chịu đau khổ đó. Giống như Đức Chúa đó, Đức Chúa cũng chịu đau khổ khi mà ngài muốn hướng dẫn người ta đi trên đường đạo để dẫn đê lên cảnh thiên đàng thì phải chịu đau khổ thôi. Tất cả những môn đệ của Đức Chúa cũng chịu đau khổ lắm. Ví dụ như ông Thánh Pierre thì ông ấy bị đóng đinh ngược lên chẳng hạn. Đương đầu với sự đau khổ đang chờ đợi mình và vĩnh viễn chấm dứt bằng cách trau dồi đức hạnh. Ở đây chúng ta nên nhớ lại đoạn văn đầy khích lệ trong kinh Gita. Nếu ngươi là kẻ phạm tội lớn lao nhất, ngươi vẫn vượt qua khỏi biển tội lỗi trong gian tránh của trí huệ. Cũng thế, ngọn lửa thiêu hủy nhiên liệu ra cho, hỡi Arjuna, ngọn lửa trí huệ cũng thiêu hủy mọi hành động thành cho vậy.
Và hơn nữa, thật ra kẻ nào cố gắng làm lành thì không bao giờ dấn thân vào ác đạo. Đó, người nào cố gắng làm lành thì sẽ đi theo con đường lành. Tất cả những pháp môn yoga đều cho rằng cần phải dứt bỏ những tật xấu từ khởi điểm. Khi các đức hạnh được vun trồng vững chắc ở người thí sinh rồi thì chỉ từ lúc đó ý mới được phép thực hiện những bước kế tiếp như là luyện tư thế, hơi thở, chủ trì giác quan và tham thiền. Đó, mình đừng tưởng yoga là dễ nha. Trước khi mà luyện yoga, các tư thế vân vân là mình phải luyện tính tình. Phải luyện tính tình không ích kỷ. Rồi có những đức hạnh như là thương yêu người khác, bỏ những cái tánh ganh tị nhỏ nhen, giận hờn, thù oán, bỏ tất cả những tính xấu đó. Rồi mới được tập những cái tư thế như là tập thở, tập ngồi hay là đứng một chân hay là ngồi khoanh vân vân, rồi thở hơi thở vô bụng rồi các thứ vân vân. Rồi chủ trì giác quan và tham thiền thì những cái đó là đi sau, còn cái tập tính tốt là đi trước. Đây là lý do bắt buộc phải có đức hạnh. Người đệ tử càng tiến bộ trên đường đạo, sức mạnh của ý chí và tư tưởng y càng trở nên lớn lao hơn bất cứ lúc nào. Và đến một thời gian nào đó sẽ là lúc mà chân nhân chút thần lực xuống cho thể xác. Nếu mà chân nhân, chân ngã của mình ở trên mà thấy cái cơ thể mình nó trong sạch rồi đó, thì sẽ có thần lực đưa xuống. Và cái người mà tư tưởng trở nên hoàn toàn trong sạch đó, thì có thể mở được thần thông. Nếu một tật xấu nào còn tồn tại trong thể xác, năng lực của chân nhân sẽ truyền cho nó một sức mạnh mới. Như vậy đối với người chí nguyện, sự sa ngã sẽ trầm trọng hơn một người kém tiến hóa. Đó. Nếu mà cái thể xác mình mà chưa trong sạch mà còn tật xấu chẳng hạn, còn ích kỷ hại nhân, thì chân nhân đưa thần lực xuống thì mình lại càng hại người ta nhiều hơn, mình lại càng phạm tội nhiều hơn, mình càng sa ngã nhiều và mình càng bị đầy đọa trong kiếp sau nhiều hơn. Nó là như vậy. Thành ra tập tính tình là rất quan trọng. Đối với điều thiện cũng như điều ác, những quyền năng đều có sức mạnh như nhau. Vậy trước khi tìm chúng, thí sinh phải tự thanh lọc, vì sợ e sẽ làm hại kẻ khác và hại chính mình. Trên đường đạo, giai đoạn nguy hiểm nhất nằm ngay sau cuộc điểm đạo lần thứ hai. Sau cuộc điểm đạo lần thứ hai chứ không phải lần thứ nhất. Tại vì đến cuộc điểm đạo lần thứ ba là người ta đã mất hết cả mấy cái tính tham lam rồi. Điểm đạo lần thứ tư là coi như là hoàn hảo, con người hoàn toàn. Sau của điểm đầu lần thứ hai á, là dễ sa ngã, là người ta nói là giai đoạn này nguy hiểm nhất, tại vì tính kiêu căng trong lúc ấy là sự nguy hiểm chính yếu. Đó, nhiều người được điểm đầu lần thứ hai rồi họ có thể trở nên kiêu căng. Khi mà được điểm đầu lần thứ hai rồi là họ bắt đầu mở được thần thông rồi đó, để họ có thể học đạo ở trên những cái cõi cao đó, thì có thể lúc bây giờ họ nổi tính kiêu căng lên. Như chúng tôi đã giải thích kỹ trong quyển Chân Sư và Thánh Đạo. Đó. Tất cả cái đoạn này á, là nói về phải sửa đổi tính tình của mình để cho nó hoàn toàn trong sạch. Nếu không thì mình leo lên cái thang mà mình mang theo một đống bùn giống như đôi bốt của mình là toàn dính sình, thì làm cái chân thang nó trượt xuống và mình ngã xuống rất là đau. Rồi cái tội lỗi của mình sẽ trổi rộng như con sơn cầu khóc trong buổi hoàng hôn. Và tư tưởng xấu của mình sẽ giữ mình lại, không cho mình tiến bộ được tí nào. Ok, bây giờ có ai góp ý gì không? Anh hai có muốn nói gì không? Có ai ngồi trong room không vậy? Phúc nè, Cẩm Tuyền, anh hai. Sao không ai nói năng gì hết vậy? Không ai nói, tôi đọc tiếp đoạn sau.
Anh hai có muốn góp ý không anh hai? Nay học tới mình học tới cái câu 69 rồi không? Câu 69 này nói nhiều ghê. Câu 69 này nói là mình phải chọn. Chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có một đường duy nhất. Đó là thế nào? Là mình phải chọn đó là đâm ý chí tu hành rồi ha, ý chí tu hành chỉ có một con đường đi tu thôi mà đi tu. Anh nói to đi một chút đi. Rồi anh nói đi. Chỉ có một đường duy nhất đó. Để coi. Chỉ có cái duy nhất. Cái thịt học tập chiến tập học tập các bạn tính khác cái tí chị từng chặt tên tặng đó chọn được tên tặng học tập chị đi theo tên tặng không đi theo lại thì cái tên chúa đợi nghe lúc được lúc không anh hai nghe giống nghẹt mũi anh để sát miệng vô thật ra cái âm thanh máy của anh nó mỗi ngày nó cũng có vấn đề vậy. Nó yếu rồi. Yếu tôi không nghe được gì hết, nói được một câu cái là mất một câu. Trong khi chờ đợi tôi đọc tiếp đoạn sau nhé. Hãy diệt những dục vọng của con, hỡi đệ tử. Hãy làm cho những tánh xấu của con mất hết mãnh lực trước khi bắt đầu thực hiện cuộc hành trình nghiêm trọng. Câu 71. Hãy bóp chết các tội lỗi của con và làm cho chúng vĩnh viễn câm nín. Sao anh hai? Tôi đọc tiếp à? Hãy bóp chết các tội lỗi của con và làm cho chúng vĩnh viễn câm nín trước khi đặt chân lên nấc thang đầu tiên. 72. Hãy làm cho tư tưởng con im lặng và đặt tất cả sự chú ý của con vào Đức Thầy mà con chưa thấy nhưng con cảm được. Hãy diệt những dục vọng thì dĩ nhiên rồi. Nếu mà mình mà còn dục vọng tức là mình còn tham. Mà mình tham tức là mình tham cho mình, tức là mình ích kỷ. Thì ích kỷ thì mình nghĩ đến mình nhiều hơn, mình đâu có muốn giúp đỡ người khác, mất thì giờ của mình. Thì mình phải làm cho những tánh xấu của mình mất mãnh lực thì mới có thể thực hiện cuộc hành trình đi trên đường đạo. Rồi câu kế là bóp chết tội lỗi và làm cho chúng vĩnh viễn câm nín trước khi đặt chân lên nấc thang đầu tiên, tức là không có những tật xấu. Tội lỗi của mình là tật xấu, thường thường là ích kỷ, thường thường như vậy, hoặc là gian ngoan, hoặc là nói láo, những tội lỗi tất đủ mọi loại. Hãy làm cho tư tưởng của con im lặng và đặt tất cả sự chú ý của con vào Đức Thầy mà con chưa thấy nhưng con cảm được. Tại sao phải làm như vậy? Tại vì tư tưởng của mình nó thuộc về cuộc đời, cuộc thế. Tư tưởng mình chuyên môn nghĩ lung tung là mình làm như gì ngày mai, mình tiếp xúc với người này người kia. Nhiều khi mình nghĩ xấu cho người ta, hay là mình bàn ra tán vào chuyện người khác, chuyện đời, nhiều thứ lắm. Thì những tư tưởng của mình mà cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ chạy theo cuộc đời mà mình không có chạy theo đường đạo. Thì mình phải ngưng tư tưởng lại, làm cho nó im lặng, tức là thiền định đó. Thì chỉ khi đó chân ngã mới nói chuyện được với mình thôi. Tư tưởng mình mà còn ồn ào thì mình tự nói chuyện với mình hoặc nói chuyện với người xung quanh, mình không thể nào mà nghe được lời tiếng vô thinh, tức là lời của Đức Thầy. Thì ở đây mình chú ý vào Đức Thầy thì
cũng có một cách, tức là người ta để hình của chân sư để ngắm nhìn ngài, như vậy thì tư tưởng mình tập trung vào ngài. Hôm trước bà bạn tôi, bà ấy nói, bà ấy kể chuyện là có một cái bà họa sĩ đó suốt ngày vẽ tranh Đức Phật không à, vẽ tranh miết một thời gian, cuối cùng tự nhiên bà ấy mở được thần nhãn. Thế mới lạ, tức là cái tư tưởng của bà ấy càng ngày càng trong sạch thì tự nhiên là có thể nảy sinh ra con mắt thứ ba, tức là nhìn thấy được những cái mà người thường không có thấy. Bà ấy có huệ nhãn con mắt thứ ba. Thì ở đây nói rằng hãy làm cho tư tưởng con im lặng và đặt tất cả sự chú ý của con vào Đức Thầy. Tuy mà mình chưa thấy Đức Thầy nhưng mà mình có thể có cảm giác được là Đức Thầy là có, mà Ngài đang ở trên Himalaya. Thì bên Thiên Chúa Giáo họ cũng nhắc nhở như vậy. Họ nói rằng là Đức Chúa lúc nào cũng sống. Và bây giờ mình cứ nghĩ đến Đức Chúa là Đức Chúa có, là Đức Chúa tư tưởng được mình tư tưởng đến Ngài là Ngài cảm nhận được tư tưởng của mình, là Ngài sống chứ không phải là Ngài chết rồi vì đóng đinh mà chết luôn, là không phải. Tại vì Ngài lúc nào Ngài cũng sống. Đó. Bên Thiên Chúa Giáo họ nói vậy, bên Tin Lành ấy. Thì bên Thiên Thông Linh Học của mình là có Đức Thầy của mình, hai vị chân sư ở trên Hy Mã Lạp Sơn. Cũng thì cũng giống như Đức Chúa, tất cả các vị thầy đều tương đương với nhau, tương đồng, và các ngài là đều là bạn bè của nhau hết. Mình tôn thờ Đức Thầy cũng được mà tôn thờ Đức Chúa Giêsu cũng được. Tùy ý của mình thích tôn thờ ai thì mình tôn thờ mình đấy, hoặc là có người thì tôn thờ Đức Mẹ Maria, người khác thì suốt ngày cầu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những cái đó đều, những cái cách thức đó đều tốt. Rồi câu 73, hãy gom tất cả lục thức vào trong một thức nếu con muốn được an toàn trước kẻ nghịch. Chính thức này ẩn trong bộ óc mà đôi mắt yếu ớt của con, của tâm hồn, do nơi đó có thể khám phá được con đường hiểm trở dắt đến sư phụ của con. Câu này nghĩa là gì? Hãy gom tất cả lục thức, tức là mắt, mũi, tai, lưỡi, da, rồi cái trí của mình nữa. Mình có ngũ quan và cái trí là lục thức. Thì mình gom hết lại và mình tập trung tư tưởng vào Đức Thầy chẳng hạn, hay là mình có thể tập trung tư tưởng vào chân ngã của mình, thì mình sẽ được che chở và được an toàn trước kẻ nghịch. Kẻ nghịch ở đây tức là những cái tánh xấu của mình, những cái điều mà mình làm không tốt. Từ vì chính những cái đó là nó tạo ra nhân quả xấu cho mình, chứ không có ai hết, không có kẻ thù nào là tạo được hết đó. Nhưng mà chính là cái sự tham lam của mình. Mình tham nhìn đàn bà đẹp chẳng hạn, hay là mình tham hửi mùi thơm, hay là mình tham có cái nhà đẹp, có cái xe hơi sang trọng. Tất cả những cái đó nó thuộc về ngũ giác của mình. Hay là mình thèm ăn miếng ngon, vân vân. Thì tất cả những cái đó, lục thức bây giờ mình gom lại. Mình gom lại và mình tưởng đến chân sư. Mình tưởng đến một cái vị mà mình tôn thờ. Thành ra bên Đạo Phật có cái nhánh mà cứ suốt ngày tụng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thì đó là một cách để họ tu, gọi là tịnh độ tông. Ở đây cũng thế, nói là gom tất cả lục thức vào một thức nếu muốn được an toàn trước kẻ nghịch. Thì đôi khi có những cái chuyện gì bất ngờ xảy ra đó, thì bên Phật giáo mấy vị sư, mấy vị Phật tử hay nói A Di Đà Phật. À, có chuyện gì bất ngờ là lại niệm A Di Đà Phật. Còn bên Thiên Chúa Giáo thì Giêsu Ma lạy Chúa tôi, giống như kêu cầu với các ngài để đến để đưa thêm sức mạnh cho mình nhé. Thì lúc đó mình được an toàn trước kẻ nghịch. Chính thức này ẩn trong bộ óc mà đôi mắt yếu ớt của tâm hồn, nơi đó có thể khám phá được con đường hiểm trở dắt đến sư phụ con. Thì mình tập trung như vậy là tập trung mà nó cái thức thứ sáu hay là thứ bảy này là nó ở trong bộ óc của mình, tại vì mình tư tưởng đến các ngài, thì nơi đó mình có thể khám phá được con đường dắt đến sư phụ của mình. Tại vì mình cứ nghĩ đến ngài hoài thì ngài cũng sẽ che chở cho mình. Giống như bên Pháp Luân Công, họ rất là tin sư phụ của họ là ông Lý Hồng Chí.
và họ nêu ra rất nhiều trường hợp sư phụ che chở cho họ. Ví dụ như là có một bà trong Pháp Luân Công, bà ấy kể là bà ấy đương lom khom ở phía sau cái xe của bà ấy, thì cái đứa con nó không biết, nó đi nó kéo cái cốp xe xuống đụng vào lưng bà ấy, đáng nhẽ là bà ấy chết, đụng vào đầu bà ấy. Mà bà ấy không có đau gì hết, không sao cả. Thì bà ấy nghĩ là đó là sư phụ che chở cho bà ấy. Bà ấy kể xong lại có một bà nữa kể một chuyện y hệt như vậy. Đúng là ghê quá. Mà lại không sao hết, hai bà đều không sao hết. Thì họ nghĩ rằng sư phụ Pháp Luân Công là ông Lý Hồng Chí đã che chở cho họ. Tại vì họ rất tin tưởng sư phụ. Và cái môn Pháp Luân Công ấy là cái môn học rất là sùng tín. Họ rất hay nhắc đến sư phụ của họ. Khi lặp lại huấn lệnh, phải từ bỏ các dục vọng và tật xấu. Đức Arya Sangha chứng tỏ rằng sự chú tâm đến phần việc ấy của Ngài rất quan trọng. Không những chúng tăng cường đến vô hạn khi thí sinh càng phát triển, mà còn khiến cho trách nhiệm của y càng lớn lao và có thể tạo nên nghiệp quả nặng nề hơn trước. Đó. Tức là phải từ bỏ các dục vọng và tật xấu, từ vì mình càng tu, mình càng tu thì mình cái năng lực của mình càng tăng cường, thì cái tật xấu của mình nó càng bùng phát lớn lao hơn, thành ra nó rất là nguy hiểm. Thành ra người ta nói là càng leo cao càng té đau. Ví dụ như các vị thánh chẳng hạn, mình mà té thì không có sao hết, mình bò dậy phủi quần rồi mình đi. Nhưng mà các vị thánh đã leo đến một bậc rất là cao mà còn té xuống thì rất là đau và cái hại càng lớn. Ví dụ như là một cái vị thánh mà mình rất là bao nhiêu người bu lại đương tôn thờ ông ấy, mà bây giờ ông té cái đùng một cái thì là bao nhiêu người họ tan nát tâm hồn của họ, rồi họ từ bỏ cái tín ngưỡng của họ. Như thế có phải là cái ông đó đã làm một cái việc rất là tai hại cho bao nhiêu người lân cận không? Thành ra cái nghiệp quả của ông nó lại càng nặng hơn là nếu như ông không phải là một cái vị cao cấp ở trong tôn giáo. Cơ quan của giác quan thứ sáu trong bộ óc, thường con người không dùng đến nó. Khi đứng trước những đối vật hoặc kinh nghiệm của cuộc sống, người ta sống trong thể vía nhiều hơn. Tức là đây nói cơ quan của giác quan thứ sáu này, giác quan thứ sáu là trực giác đó, thì nó ở trong bộ óc và mình không hay dùng trực giác, nhưng mà mình lại dùng cái thể vía. Mình giờ dùng thể vía, tức là mình yêu ghét, mừng, giận, hờn, ghen, tức là tất cả đều liên quan đến thể vía. Mình thích cái gì thì mình làm, mình không thích thì mình bỏ đi, vân vân. Mình sống theo thể vía. Người ta thích vật này hoặc không ưa vật kia, không lý do nào cả, chẳng biết tại sao mình ưa thích hay là ghét, chả biết. Hoàn toàn không xem xét coi vật đó tốt hay xấu, hoặc hữu ích hay vô ích. Đó. Có nhiều khi mình nhìn một người là mình ghét rồi, mặc dù người đó rất là tốt. Mình nha, như thế là mình không có óc lý luận, mình không có dùng sự suy luận để mà xét rằng cái người này tốt, mình nên thân cận với họ để mình học những điều tốt. Nhưng mà tự nhiên mình chẳng hiểu tại sao mình lại không thích, thế thì là mình sống theo thể vía. Dĩ nhiên người đã quyết định theo con đường huyền bí học không thể hành động như thế. Y phải bình tĩnh xét đoán mọi sự việc và đánh giá chúng theo sự lợi ích đối với linh hồn. Tức là mọi việc mình phải dùng lý trí, chứ mình không có nên dùng cái sự yêu thích mà không có lý trí ở trong như vậy. Bộ óc cũng chứa nhiều cơ quan khác, nhờ đó mới có thể chi giác được những gì ngoài tầm ngũ quan. Chẳng hạn hạch mũi, liên quan giữa thể xác và thể vía, cũng trong ngăn đó, nhưng ở phía sau một chút có tùng quả tuyến, liên hệ trực tiếp với thể trí và được dùng để truyền những ấn tượng cảm nhận tại cõi thượng giới xuống cõi trần. Có những người mở mang hạch mũi trước tiên, có những người khác lại mở mang tùng quả tuyến trước. Mỗi người phải theo phương pháp do chính sư phụ mình chỉ dẫn. Đây là nói về sư phụ chỉ dẫn cách nào để mà mở được thần nhãn đó. Mở được thần nhãn thì người ta có thể trong một trong hai cách là mở cái hạch mũi rồi đến tùng quả tuyến. Cách thứ nhì là mở tùng quả tuyến rồi mở hạch mũi. Thì khi mà mở được hai cái đó là mình có con mắt thứ ba.
Nhưng mà phải có sư phụ chỉ dẫn nhé, mình không biết cách nào, mình không có làm tầm bậy tầm bạ được. Hỡi đệ tử, con đường trước mặt con còn dài và khó nhọc. Chỉ một tư tưởng gợi lại quá khứ mà con đã bỏ lại phía sau cũng sẽ làm cho con rơi xuống và con phải bắt đầu leo lại. Đó. Thành ra ở trong cái cuốn này dạy là đừng có nghĩ nhiều về quá khứ. Đừng có nghĩ nhiều về quá khứ mà phải nghĩ đến hiện tại, mà sống trong hiện tại và phóng tầm nhìn về tương lai. Chứ đừng có nhai đi nhai lại cái chuyện quá khứ, chẳng có lợi gì cả. Mình đã sống qua rồi, mình có cái kinh nghiệm đó rồi, mình nhai lại mãi thì ích chi đâu. Anh hai có muốn góp ý gì đoạn này không? Hay là Phúc, có ai muốn đặt câu hỏi gì không? Ở đây có anh Minh Dô rồi này. Ở Việt Nam nào anh Minh, có ngoài Bắc có lạnh lắm không? Sao? Đang nghe chưa? Bắt đầu ấm ấm đi rồi. À đỡ lạnh nhỉ anh, bây giờ đỡ lạnh nhỉ. Về lạnh nhất là Noel hay sao hả anh? Lạnh nhất là cái cách đây chục ngày đấy, tuần trước đấy, khi Noel cũng chưa lạnh lắm. Vậy à? Và Ở ngoài ấy lạnh, anh có đo nhiệt độ Celsius là bao nhiêu nhiệt độ ngoài trời nó xuống đến 14. Từ bốn nhưng cơ bản nó lại mưa, xong cái gió kiểu gió bắc đấy, chứ thì chỉ biết gió bắc mưa, không? Dạ đúng rồi, mà gió. giờ lạnh thì nó Gió Bắc là gió ở bên Trung Quốc nó đưa sang nha. gió phía bắc đấy, và À. đông bắc đấy. Yeah. Gió này gió lạnh mà nó lại kết hợp mưa nữa, Yeah. nên đâm nó mới buốt Anh nói nó 10 độ hay là 4 độ? 14 độ thôi. À 14 độ là 14 độ là Và còn đỡ hơn bên Pháp, nhưng mà điều bên Pháp thì có lò sưởi thành ra nó đỡ. Tôi ở bên, tôi đi mấy ngày ở bên thì có 4 độ C thôi. 4 độ, 6 độ. Ngoài đường lạnh lắm, hễ đi ra đường thì phải ấy, nhưng mà điều mình thứ nhất là có xe hơi. Mình ra khỏi xe hơi thì mình chui tọt vào cửa tiệm, thành ra nó cũng không ở ngoài trời bao nhiêu lâu. Rồi nhà cửa thì nó kín đáo, rồi đốt lò sưởi lên, thành ra không có khổ như những người nghèo mà ở ngoài Bắc. Ngày xưa tôi có ở ngoài Bắc tôi biết mà. Ví dụ như mấy người nhà tranh vách đất đó là gió nó lùa qua mấy cái máy máy tranh nó lùa hết. Cho nên ngoài Bắc hay là ở xứ lạnh, mấy xứ lạnh này nghe không? nghe nhưng mà hơi bé. Alo, có gì thành ra mình học chuyên đề tâm linh thì ít ai mà có biết gì, bởi vì phải có kinh nghiệm, phải có học được nhiều mới có thể khả năng để mà nói được tốt biết. Thì ở đây ở những cái tiếng đô thị này còn là tiếp tục về cái tâm linh về cái mà từ mà cái con cái câu mà 69 cái 69 rồi tới mà phải mấy tên là những cái này cái đoạn này là cái kinh nghiệm tôi và kia chỉ cho thấy là âm thầm bắt đầu còn tu hành rồi không. À, thì bao nhiêu những khó khăn trong sự kiện à, quả tập tới thì phải cho từ từ cái từ tốt phải học quả nha các bạn nhớ từ à, từ tốt càng cao an càng cao ma ma cái ma ma trong người ma tốt à, mình có tốt ma đó để sáng mình nó lập mắt rồi, nếu mà từ đâu từ cái định thức của mình nó cũng lập mắt hết, cái thể trí của mình á, từ cái hạ trí của mình tốt ma được được à, mình tốt càng cao thì nó cũng dữ dằn nên nó với mình cảm mình tốt cao thì mình trí làm chủ phải không? Còn còn không có nó làm nó để nó từ từ ở trên cái này tôi
học tham sân si cả kiếp người nhưng không học rồi cái xác mà có xác cái cắt tập thức sao cái này tập ai tay cũng bên thật giáo ở trên thật thật giáo anh em có tự để tự có tự tự tập tự trong quy đi quy đi ở chỗ đó nha tất cả được đi đầu bên thật là nha mà tu theo thật giáo vậy hãy giữ chớ nha đúng mấy giờ thực sự không còn anh em quý y trong cái ông nhất định được anh trai được nó phải thành tài thì anh không nó đông lắm nó là anh phật tử không phải phải làm cũng thực dám cũng anh lên nhưng anh tin không nhận mình thì đa số thì là tin cộng phật giáo khi các đủ thứ các tôn giáo chứ anh ở trên thành xã anh em chào phật học anh em đâu thấy nào mà mặc cái đồ đồ các tôn giáo khác không ít thì ít đi sao bởi vì đa số anh các tôn giáo khác không học thì cái học đa số cái gì là không kêu học là tôn giáo không học cũng phải giải theo cái gì sai lầm cái tập học là khoa học cũng như phật giáo thì ngày xưa đức phật có cái tư tưởng học á nó cũng là phật ở đơn giản anh em coi lại phật đó chúng ta học tâm tư phật giáo cũng là phật như tâm học thì giúp phật giáo từ từ giúp nhau người tạo cái này từ tu quốc thì ác đây phật ngài đã đặt lên cái giác tổ rồi cái mốt rồi thành một phương mà thờ ngài một cái tâm tổ ngài thực sự có nghiên cứu theo ấy là ngàn mấy trăm ở trong tâm tổ cái nợ chứ chị mắc nợ con chị không có gì không
À, phải chứ được, nghe không? Phải không? Anh ta Con chị đời chứ nhiều tôi nữ lắm anh. à, thấy chị tôi dễ lắm mà, chứ không phải còn còn tôi nợ nhiều lắm, mười mấy đứa con rồi, mười mấy cháu con, ai Sống ai ba chung một chục nhà ấy. ở thì ở nội nhà không mười mấy rồi, xung quanh ở nó nghĩa là con tôi ở gần đây cũng mười mấy người rồi, thành nó nợ nợ dữ lắm, mắc nợ dữ lắm. Thành ra mà trả không hết thì làm sao tôi được, phải không? À, tôi khó lắm, tôi khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Thì các bạn đi, bởi vậy học không học rồi thì các bạn hãy suy nghĩ lại đi, mình mà cái nghiệp mình còn nặng là tôi cần ai sai cũng dễ 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 đâu, không? Nhưng mà thật sự anh em mà đã học được âm học rồi, chồng âm học rồi, nó cũng là một cái con đường mà phải phải giúp mình tiến bộ mà, không phải không? Bởi vì mình biết học âm học là mình biết rõ cái con đường, mình biết rõ cái luật nhân quả của Đức Phật nữa, Đức Phật nói.